Ờ, máy gì em? 750k em ạ. Vâng, anh cứ cho gửi địa chỉ xong rồi tôi trả tiền cho em. Thế là con máy nào được em? Dạ, à, con màu gì được em? Con màu gì được có anh đem được em lấy tầm 5 ở đây đỏ cho nó đẹp này, phong thủy. Ờ, được. Ok em luôn, em cho anh xin. Ừ, thế cho anh xin địa chỉ nhá. Thế thì anh gửi máy cho em. Ok em luôn. Ừ, anh chào nhá. Xin chào anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho anh em thấy được là khi bỏ ra 50k thì chúng ta sẽ được một cái máy xăm nó như thế nào. Hôm nay mình sẽ nói thật là chi tiết về cái chiếc máy xăm 750k này để cho anh em có thể là có một cái nhìn nào đấy nó tốt nhất về một chiếc máy xăm giá rẻ. Nó có xứng đáng với cái giá tiền đó hay không? À. Sao quá. Điều chỉnh lại một chút máy quay anh em. Điều chỉnh lại một chút cho anh em nhìn cho nó rõ nhất có thể. Đó, nhìn thế này nhá. Đó. Rất là chắc chắn. Và mình sẽ mở từng cái chi tiết ra để cho anh em có thể là ngắm thật là kỹ cái chiếc máy này. Ngắm thật là kỹ luôn. À, đầu tiên là nhắc đến máy xăm thì chúng ta nhắc đến cái khối động cơ của nó đây. Đó, khối động cơ của máy 750k thì nó có từng này anh em nhé. Thực ra là có rất là nhiều những cái máy đắt tiền, khá là đắt tiền luôn, cũng đang sử dụng những cái khối động cơ như thế này. Những cái khối động cơ như thế này đang sử dụng trên những chiếc máy. Nó có mức giá có thể là gấp 5 cho đến gấp 8 lần cái chiếc máy này, cùng một khối động cơ như thế này. Đó, cái động cơ thì mình bảo hành cho anh em 1 năm cho anh em. Có nghĩa rằng là hỏng thì có thể mình sẽ thay thế một cái khác mới cho anh em luôn, không cần phải chờ đợi hay bất kể một điều gì cả. Đó là về động cơ. Và thứ hai nữa là về thân máy. Đó, thân máy là cơ chế vặn bi anh em nhé. Vặn bằng bi chứ không phải bằng chun. Nhiều máy nó họ cái chun đây này, vặn nguyên bằng chun đây này. Còn này, cái này có cả vòng bi này, có cả bi này, hai viên bi ở đây này. Đó, để vặn nó sẽ đưa bi vào từng rãnh một, nó sẽ có từng lớp một cho anh em. Rất là tiện lợi và rất là nhẹ nhàng. Tiếng kêu rất là hay luôn. Đó, kêu ạ. Đó. Vặn bi, đó là cái phần vỏ máy. Nước sơn rất là đẹp. Đó. Và một cái mà mình thật sự là phải nói đấy anh em. Úi dồi, chưa nào. Ờ, à đấy. Đó là cái ly tâm. Anh em nhìn thấy quả ly tâm này. Nó có giống trên những chiếc máy mà đắt tiền không anh em? Trên nó đúng kiểu ly tâm trên những dòng máy mà tầm khoảng mấy triệu đấy, 4-5 triệu đến 6-7 triệu nó cũng dùng cái ly tâm kiểu dạng như thế này này. Đó, đây là cái lần này là mình gia công riêng để nắp vào cái chiếc máy này của mình. Đó, anh em có thể thấy rằng là đây có thể so sánh cái ly tâm này với một cái ly tâm trên một cái máy của một nhà sản xuất khác. Đó, cái ly tâm của nhà sản xuất khác anh em. Đó anh em, nó rất là nhỏ nhá. Nó rất là nhỏ. Đó, nó được gắn vào một cái thanh đẩy này, được gắn vào một cái mặc đạn rất là nhỏ. Đó, và dùng nó rất khá là lỏng lẻo, khá lỏng lẻo. Đây nó gắn họ hàn, chỉ hàn nhỏ, hàn một chấm hàn đấy thôi. Còn của mình đây là nó sẽ đút thẳng vào trong này luôn. Nó đút thẳng vào. Đó. Nó rất là hay. Nó rất là khỏe. Cam là cam 3.6. Thế anh em dùng có thể là đi nét, đi bóng, đi màu các thứ thoải mái luôn. Bây giờ anh em cứ hỏi rằng là máy này nó có đi nét, đi bóng hay đi màu được không, thì thực sự là nó sinh ra để thực hiện những cái công việc đấy mà. Đây là một cái chuyển động trực tiếp từ động cơ của máy, chuyển động qua thanh trục này, đẩy trực tiếp vào kỉnh anh em luôn. Nên là nó rất là khỏe, nên là anh em không phải lo là nó có đi nhát hay đi bóng hay đi màu không, được lụa được hay không. Nó hoàn toàn đi rất là ok luôn anh em. Đó, mấy tất cả là 750.000 thì mình nghĩ rằng là anh em sẽ được một con máy này, được tặng một cái dây giờ xe này, rồi được bảo hành motor 1 năm nữa thì mình nghĩ rằng nếu mà để mẹ các bạn chọn là các cũng mua luôn, không cần mặc cả luôn.
Với 750.000 để bỏ ra để sở hữu một chiếc máy xăm thì đối với những anh em nào mà đã làm nghề lâu rồi hoặc đã có kinh tế rồi thì với 750.000 thì nó không phải là một số tiền lớn, thậm chí mình có thể coi là đó một cái trải nghiệm nó rất là nhỏ thôi. Nhưng mà đối với những anh em nào mà mới vào nghề hoặc là đang có ý định theo nghề mà kinh tế nó vẫn chưa cho phép thì cái việc bỏ ra 750.000 để mua một con máy thì nó cũng thật sự là mình cũng phải cân nhắc và suy nghĩ. Thì mình cũng vậy thôi, một con máy 750.000, tuy nhiên là mình đã đặt rất là nhiều tâm huyết vào nó. Mình đã phải nói chuyện với đối tác ở bên kia để làm sao để gia công những cái chi tiết làm sao cho nó chính xác nhất. Tại vì bất đồng ngôn ngữ mà, nên là nói chuyện với nhau nó khá là khó. Và có một cái nữa đó là máy thì mình nhờ bên đó gia công và mình bảo với họ là để nguyên chi tiết cho mình để về mình tự lắp ráp. Mình có thể là nhờ họ lắp ráp được, nhưng mà họ lắp ráp mình nhiều khi mình vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm, và có những chi tiết ví dụ như là thanh đẩy nó bị dài hay nó ngắn ấy thì mình không kiểm soát được, nên là mình đã nói với họ rằng là để nguyên linh kiện để về cho mình có thể là tự lắp ráp tất cả mọi thứ. Thì anh em có thể thấy rằng là 750.000 đây thì ở đây tất cả các công đoạn là đều do anh em ở trong cửa hàng tự làm hết, từ lắp ráp máy này rồi xử lý những cái thanh đẩy này rồi dán keo cho máy này, rồi gần như là tất cả mọi thứ thì đều được bọn mình hoàn thiện tất cả. 750k chính xác nó là một chiếc máy giá rẻ, tuy nhiên là bọn mình đã dồn rất là nhiều tâm huyết vào đây và dồn khá là nhiều công sức ở đây để làm sao để cho ra những chiếc máy nó tốt nhất trong cái tầm giá đó để phục vụ cho anh em. Đó, anh em có thể là đặt hàng cho mình bằng cách là inbox trực tiếp cho mình em nhé. Ok anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em.